Được Phi Nhung mai mối, Mạnh Huỳnh hạnh phúc viên mãn bên bà xã kính tiến. Cuộc hôn nhân hạnh phúc đến nay đã được 17 năm của ca sĩ Mạnh Huỳnh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ là đôi bạn thân thiết trong công việc, ca sĩ Phi Nhung và Mạnh Huỳnh còn là tri kỷ ngoài đời. Thậm chí, ca sĩ Mạnh Huỳnh từng cho biết không ai hiểu Phi Nhung hơn anh và chỉ cần nhìn vào mặt cô bạn thân, Mạnh Huỳnh đã hiểu Phi Nhung muốn nói gì. Ngoài sự thân tình đó, ít ai biết rằng Phi Nhung còn là người mai mối giúp Mạnh Huỳnh nên duyên cùng bà xã Cẩm Diệu. Cuộc hôn nhân hạnh phúc đến nay đã được 17 năm của giọng ca Vợ tôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Được biết, Mạnh Huỳnh kết hôn cùng Cẩm Diệu năm 2004. Vợ anh là một cô gái người Mỹ gốc Việt và sinh sống tại xứ Cầu Hoa từ năm 3 tuổi. Nam ca sĩ gặp gỡ bà xã lần đầu tiên tại một đêm nhạc của anh và Phi Nhung. Tại đây, Mạnh Huỳnh đã được Phi Nhung giới thiệu với Cẩm Diệu, một người bạn của cố ca sĩ đến xem biểu diễn. Sau buổi đầu làm quen, Mạnh Huỳnh còn được Phi Nhung nhiệt tình mai mối xe duyên, cả hai nên vợ thành chồng. Chia sẻ về tình yêu với bà xã, Mạnh Huỳnh cho biết say vợ ngay từ ánh nhìn đầu tiên và chủ động làm quen. Trong khi đó, Cẩm Diệu bị cuốn hút bởi giọng hát ngọt ngào của giọng ca Vợ tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà và gắn bó đến hôm nay. Được biết, vợ chồng ca sĩ Mạnh Huỳnh có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh. Dù tính cách hai vợ chồng trái ngược nhau, nhưng cặp đôi luôn biết cách dung hòa để giữ gìn hạnh phúc. Có chồng là ca sĩ nổi tiếng và điển trai, nhưng Mạnh Huỳnh cho biết bà xã anh rất tâm lý, Cẩm Diệu không ghen tuông vô lý hay làm điều gì khiến anh phiền lòng. Ghen thì tất nhiên phải ghen, nhưng cô ấy hiểu và biết tôi chỉ diễn thôi. Tôi diễn chung với Phi Nhung bao nhiêu năm nay mà không có gì thì làm sao diễn với mấy người khác có gì được. Tôi cứ đi hát xong là về với gia đình, bởi trong cuộc sống ai cũng muốn điều đó. Tôi nghĩ đây là điều mà trong cuộc sống ai cũng mong vậy. Bây giờ thì khác hơn, xưa tôi hát đủ các ngày cuối tuần thì bây giờ chỉ hát 2-3 tuần, 2-3 ngày thôi. Thời gian còn lại tôi đi shopping, đi dã ngoại với vợ con để cuộc sống cân bằng sự nghiệp của mình. Tôi tự tin là tôi khéo trong cách cân bằng gia đình và công việc. Hiện tại, bà xã Mạnh Huỳnh đang là một chuyên gia phân tích tài chính và rất hiếm khi cùng chồng xuất hiện trước truyền thông. Mạnh Huỳnh cũng khá kín tiếng về đời tư, anh không thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Cách đây chưa lâu, tri kỷ Phi Nhung từng tiết lộ mong muốn giải nghệ để dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn và bù đắp với vợ. Tuy nhiên, sau sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, Mạnh Huỳnh nguyện sẽ thay bạn làm những điều còn dang dở. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.